Kính chào tất cả quý vị, kính chào tất cả các thầy và xin chào các bạn. Bài tập khí công số 34. Thở thận, chữa bệnh thận hư. Bài tập này chữa được tất cả các bệnh thận. Nhưng mà phải cần có lương y chữa cho mình, chứ không phải tự mình chữa được. Hai bàn tay của lương y để trên huyệt mệnh môn của bệnh nhân. Khi bệnh nhân thở ra thì lương y ấn hai tay xuống và hít thở như vậy 300 lần. Tiếp theo sẽ đưa khí lên não. Khi bệnh nhân thở ra thì lương y một tay ấn xuống huyệt mệnh môn, một tay ép bàn chân của bệnh nhân lên sát mông của chân bên kia. Từ từ tai sẽ đỏ lên là thận tốt. Bài này sẽ chữa được ung thư thận. Đó. Và mỗi chân chúng ta tập 50 lần. Sau đó thì lại kéo sang lại ép sang chân kia 50 lần. Tổng tất cả là 3.000 lần và ngày tập 3 lần. Trước khi tập, dán miếng cao nóng lên huyệt mệnh môn và một miếng khác thì lên rốn ở huyệt thần khuyết. Đó. Và một liệu trình là 1 tuần lễ. Sau đó chúng ta thử bấm vào ngón chân giữa. Nếu chân của bệnh nhân co lại là thận đã tốt. Thế còn nếu mà không co lại tức là thận chưa có tác dụng gì và vẫn chưa là tốt. Thế nên phải tiếp tục là tập tiếp một liệu trình nữa. Sau đây xin mời tất cả quý vị, các thầy, các bạn là xem một đoạn video của thầy Đỗ Đức Ngọc đã dạy cho tôi trong lần chúng tôi sang Pháp học thầy ở Paris năm 1994 về bài này. Đó. Nhưng trước khi các bạn xem đoạn video này thì tôi xin giới thiệu thêm là bệnh thận. Làm sao chúng ta có thể biết được là thận chúng ta suy? Thì bệnh thận ấy, tiếng Nga là Puchechnokamennaya Balesny. Và tiếng Trung là Shen Jie Shi, tức là thận kết thạch. Nếu mỗi khi uống nước vào là chúng ta phải đi tiểu ngay. Và ban đêm phải đi tiểu nhiều lần. Buổi sáng dậy đi tiểu, chúng ta xem nếu thay vì nước tiểu phải hơi vàng, tức là thận làm nhiệm vụ lọc tốt, nhưng nước tiểu lại có màu trắng, tức là thận không lọc gì cả. Hoặc là chúng ta uống nước màu gì thì nước tiểu ra màu đó. Đó là dấu hiệu dễ thấy để chúng ta biết được chúng ta đã bị thận suy. Ngoài ra còn có các triệu chứng khác như là đau lưng, vùng lưng nơi thận sưng, chân lạnh hoặc phù nề. Những người có triệu chứng này không nên uống nước nhiều, làm hư tạng thận. Thì trong các loại thuốc chữa thận ấy, thì bao giờ chúng ta cũng thấy có một cái vị thuốc chính, đó là kim tiền thảo, tiếng Anh là Desmodium styracifolium, còn tiếng Nga là Desmodiuma styraxolisnava Trava.
và tiếng Trung là chín xén sọ, là kim tiền thảo đấy. Thì ở Việt Nam chúng ta còn gọi đó là cây vảy rồng, hay là cây mắt trâu, hay là đậu vảy rồng, hay là cây đuôi chồn quả cong. Nó là loài bản địa, là cây bản địa của khu vực Đông Nam Á và vùng Hoa Nam Trung Quốc. Nó mọc hoang ở các đồi vùng đồi núi có độ cao dưới 1.000 mét. Tại Việt Nam chúng ta thường gặp ở những chỗ đất cát, pha, vùng Trung Du, Hà Tây, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hải Phòng. Cây này được thu hái vào mùa hè thu, dùng tươi hay phơi khô, dùng dần. Thường trong dân gian chúng ta hãy dùng cái loại này để chữa bệnh xoài thận và làm thành thuốc viên. Thì hiện nay chúng ta thấy trên thị trường có bán cái loại thuốc viên kim tiền thảo đấy. Tối đi ngủ uống 5 viên, nó sẽ giúp làm mềm sạn, mềm cái xoài thận, giống như trứng non trong bụng con gà đấy. À, khi gà đẻ thì lớp vỏ bọc trứng ra ngoài không khí thì nó mới trở thành cứng, còn ở trong thì nó vẫn là mềm. Đấy, khi ta uống 5 viên này vào buổi sáng, buổi tối trước khi đi ngủ đấy, thì 5 viên này nó làm cho cái viên sạn thận nó mềm ra. Giống như là nước trong túi bọc bị đóng đá trở thành cứng, nay do thuốc nó làm chất cứng tan ra là thành lỏng. Thế là tối hôm trước uống 5 viên như thế, sáng hôm sau ngủ dậy trước khi đi tiểu uống thêm 5 viên nữa, và chờ 30 phút sau vỏ bọc của cái hạt sạn thận ấy, bên sỏi thận ấy, bị vỡ rách ra. Khi đi tiểu chúng ta sẽ để ý thấy nước tiểu sẽ có bột cặn đục do cái sạn ở nước tiểu ở trong thận ấy, đã vỡ ra thành bột. Chúng ta uống 2 ngày như thế, cứ tối uống 5 viên, sáng hôm sau uống 5 viên. Khi đi tiểu thấy nước tiểu trong vàng, không còn vần đục nữa, là đã hết sạn trong thận và hết sạn trong bàng quang, hết sỏi đấy, sỏi thận trong bàng quang. Còn bài thuốc nam kinh nghiệm dân gian của chúng ta thì có cái vị chủ yếu là kim tiền thảo 40 g, sa tiền tử 20 g, quất kim 16 g, ngưu tất 10 g, trạch tả 10 g. Đó, chúng ta ngũ thang như vậy, vậy là chúng ta dùng và sắc lên thành nước uống trong suốt 3 ngày. Đấy, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ sạn thận, nó sẽ giảm đi, nó sẽ mềm ra và nó sẽ tiêu ra. Còn bài thuốc cổ phương nổi tiếng của Trung Quốc cũng như là của dân tộc ta trước đây, thời xưa đấy, thì gồm có sinh địa 12 g, trúc diệp 16 g, mộc thông 16 g, cam thảo 10 g, sa tiền tử 10 g, kim tiền thảo 20 g và kê nội kim 10 g. Chúng ta sắc uống ngày một thang. Thì đấy là bài thuốc gia truyền của chúng tôi trong cái việc chữa, hướng dẫn chữa những bà con bị sạn thận, sỏi thận, chúng ta gọi là sỏi thận đấy, đó, về thận, các loại bệnh thận, đau lưng đấy, do thận. Nhưng ta thì sử dụng cái loại thuốc như thế. Đấy, xin cảm ơn tất cả quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin kính chào. Kính chúc tất cả các quý vị, các thầy, các bạn mạnh khỏe, trường thọ.
Xin cảm ơn. Đây là tất cả các bệnh thận. Tôi thận á, là đi tiểu đêm, thận làm đau lưng, thận làm suy sinh dục, thận làm cái là không sinh qua đẻ cái được, thận không tiết ra chất thuốc, thận không làm cho nó khỏe mạnh, tất cả là thận hết. Thì tay là để vào mạch mô, tức là đằng sau rốn này, thay đổi mô này. Nếu mình yếu mình nhảy ra là vì mình bảo bệnh nhân hít vô hít cho bệnh nhân thở ra đè xuống thở hít nhẹ 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 nâng nhẹ tay lên thở hít thở hít thở hết